Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Dân mạng vui mừng khi thấy cảnh nghệ sĩ nhân dân Công Lý đạp xe đi chợ, tươi rạng rỡ trong ảnh Xuân Bắc đăng. Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ video Công Lý tập luyện đạp xe tại nhà để phục hồi chức năng. Video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ khán giả. Nghệ sĩ nhân dân, danh hài Công Lý đã phải đối mặt với biến cố lớn về sức khỏe khi bị đột quỵ vào tháng 7 năm 2021. Sự kiện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, sau khi tích cực chạy chữa cùng sự ủng hộ và tình cảm từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, Công Lý đã và đang từng bước vượt qua, hồi phục sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Video Công Lý đạp xe khiến khán giả phấn khởi. Công Lý đã trải qua một giai đoạn điều trị dài và khó khăn. Sau cơn đột quỵ, anh phải nhập viện nhiều tháng và tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nhờ sự chăm sóc tận tình từ vợ và sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, Công Lý đã có những tiến triển tích cực. Mới đây, Ngọc Hà chia sẻ video Công Lý tập luyện đạp xe tại nhà để phục hồi chức năng. Cô hài hước, anh trai đạp xe đi chợ. Trước kia, Công Lý từng phải nằm một chỗ hay dùng xe lăn, đi lại khó khăn nên sự phục hồi của anh hiện tại khiến người hâm mộ vui mừng. Đoạn video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ khán giả. Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên Công Lý tiếp tục nỗ lực để hồi phục hoàn toàn. Ngọc Hà, vợ của Công Lý đã luôn ở bên cạnh chồng trong suốt quá trình điều trị. Cô chia sẻ rằng những lúc khó khăn nhất, cô luôn tự nhủ phải mạnh mẽ và không để bản thân rơi vào trạng thái u buồn. Sự kiên định và tình yêu của cô dành cho Công Lý đã giúp anh vượt qua những thời điểm tồi tệ nhất. Mỗi ngày trôi qua, mình luôn nói biết ơn, trân trọng những người luôn yêu thương mình và anh Lý. Ngọc Hà tâm sự, Công Lý đã bắt đầu quay trở lại với công việc, tham gia các hoạt động nghệ thuật để lấy lại phong độ. Năm 2023, anh đã xuất hiện trong chương trình Táo Quân và gần đây có một vài vai diễn nhỏ trên màn ảnh nhỏ, đánh dấu sự trở lại đầy nỗ lực sau biến cố sức khỏe. Cô đậu tươi tắn bên Xuân Bắc, trung hiếu, xúc động tình đồng nghiệp. Trong thời gian qua, Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ các đồng nghiệp trong làng giải trí. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đăng hình ảnh bên nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Anh bày tỏ sự hân hoan khi gặp bạn thân. Anh em trung niên gặp nhau trong liên hoan dành cho thiếu niên nhi đồng. Thực ra, còn có anh Tự Long đang đạo diễn và anh Quang Thắng đang đọc voi ọc. Đen thì không có trong ảnh, thế thôi. Nhìn thấy hình ảnh tươi tắn của nghệ sĩ nhân dân Công Lý, cộng đồng mạng đã không giấu được niềm vui mừng và sự xúc động. Những hình ảnh tích cực này là tín hiệu tốt về sức khỏe của anh sau biến cố đột quỵ. Nhiều cư dân mạng bình luận trên trang cá nhân của Xuân Bắc bày tỏ niềm vui khi thấy Công Lý dần bình phục và mong anh sớm trở lại với nghệ thuật. Màn hội ngộ của ba nghệ sĩ nhân dân cũng gây thích thú. Dân mạng để lại bình luận, nhìn cô đầu thế này là chúc mừng rồi, chúc cô đầu và gia đình nhà Táo nhiều sức khỏe. Ba nghệ sĩ nhân dân trong một khung hình, bức ảnh là cả bầu trời tuổi thơ và những tiếng cười, mong một ngày được thấy đầy đủ các nghệ sĩ hội tụ. Rất mong một tiểu phẩm hài có sự góp mặt của năm anh trong một ngày sớm nhất ạ. Trước đây, Xuân Bắc cũng từng có những chia sẻ đầy xúc động đến thăm Công Lý. Xuân Bắc đăng tải trên trang cá nhân rằng anh rất vui mừng khi thấy Công Lý dần hồi phục. Hôm Tết Nguyên đán, Nam Tào cùng con trai lớn đến chúc Tết vợ chồng Ngọc Hà, Công Lý. Còn nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đã cùng nhiều đồng nghiệp hội ngộ ở nhà hát kịch. Anh chia sẻ, tôi mong sức khỏe nghệ sĩ nhân dân Công Lý sớm ổn định để nhận thêm nhiều trọng trách quan trọng tại nhà hát. Phu hài Đức Bắc Xuân Hinh từng cùng thị mầu Thu Huyền đã đến nhà thăm nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Xuân Hinh chia sẻ bức ảnh chụp cùng Công Lý và gửi lời chúc mong cô đầu sớm bình phục. Chúc Lý sẽ thật khỏe vì nếu không, lấy vợ trẻ như thế, chúng nó xông vào đấm mấy phát vào ngực thì sao, phải khỏe lên để mà còn đấm lại chứ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.